Ví dụ như da của bạn bị nhạy cảm với thời tiết, nó bị khô, hoặc đơn giản là da của bạn là một làn da dầu mụn, có một vài nốt mụn sưng viêm, thì cái loại toner này hoàn toàn có thể hỗ trợ cho các bạn được trong tình huống này. Hi, welcome back, mình cầm 188 và đây là YouTube channel của mình, 188 channel. Hi, cho các bạn nào chưa biết mình thì mình tên là Boo. Mình làm video về beauty và đời sống. Và ở trong video ngày hôm nay, mình có một điều mà mình phải chia sẻ với các bạn. Đó là từ trước đến nay mình đã có một cái nhầm lẫn. Mình có một cái sai sót từ trước đến nay mà mình nghĩ là không chỉ một mình đâu. Mình nghĩ đây cũng là một sự nhầm lẫn mà các bạn cũng đang mắc phải luôn. Đó là các bạn có bao giờ có một cái suy nghĩ giống mình không? Mỹ phẩm active sẽ hiệu quả hơn là mỹ phẩm kiểu từ chiết xuất thiên nhiên. Mình phải thú nhận với các bạn luôn, cái suy nghĩ đó của mình nó kéo dài được một thời gian rất lâu rồi, cho tới mãi dạo gần đây. Khi mà mình lên, mình đọc những cái bài nghiên cứu về những cái hoạt chất mới hoặc là những cái chiết xuất thực vật mới, thì mình vô tình mình phát hiện ra một vài cái bài báo cáo. Đó là một vài cái chiết xuất thực vật ở ngoài kia, nó đem lại những cái hiệu quả cực kỳ to lớn ở trên làn da của chúng ta luôn. Khi mà người ta áp dụng vô mỹ phẩm, thay vì người ta sử dụng cái chất active đó, thì người ta sử dụng các loại chiết xuất thực vật, nó mang lại cái hiệu quả tương tự. Vậy bạn có bao giờ bạn nghĩ là mỹ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên mà nếu được sản xuất kỹ càng và kiểu đúng quy trình luôn thì giá thành sản xuất ra nó sẽ cao hơn là mỹ phẩm active rất là nhiều không, nếu như chúng ta không xét đến các yếu tố công nghệ ở phía sau? Và đó cũng là nội dung ở trong cái video ngày hôm nay mình muốn ngồi lại và mình chia sẻ với các bạn. Ok, để mình lấy một cái ví dụ để cho các bạn dễ hiểu hơn. Từ trước đến nay, khi mà chúng ta nhắc đến mỹ phẩm active để làm trắng sáng da thì chúng ta sẽ nhắc đến cái gì? Chúng ta sẽ có niacinamide, chúng ta sẽ có tranexamic acid, chúng ta sẽ có arbutin, hoặc thậm chí là chúng ta sẽ có hydroquinone luôn. Hydroquinone sẽ là con át chủ bài mạnh nhất mà các bác sĩ da liễu người ta sử dụng để điều trị nám và các vấn đề về sắc tố cho làn da của chúng ta. Nhưng mà nó là một con dao hai lưỡi, có nghĩa là cái hiệu quả nó rất là cao, nhưng mà cái tác dụng phụ của nó cũng rất là lớn luôn, nên người ta sẽ hạn chế sử dụng nó. Ngoài các chất active ra thì chúng ta sẽ có những cái loại chiết xuất từ thiên nhiên khác mà nó vẫn mang lại cái hiệu quả làm trắng sáng da cho làn da của chúng ta. Ví dụ như là chiết xuất từ những loại quả berry, chiết xuất từ hoa súng, chiết xuất từ các loại hoa, vân vân. Thì một số các loại chiết xuất này nó vẫn mang lại cái hiệu quả làm trắng sáng da cho làn da của chúng ta. Đặc biệt là ở cái cây bearberry, thì khi mà mình lên mình search những cái bài nghiên cứu về cái chiết xuất từ cái loại cây này, thì ở cái tác dụng làm trắng sáng da nó hoàn toàn đảm bảo được cho làn da của chúng ta, tại vì trong lá của loại cây này chứa từ 5-15% arbutin. Đó là một nồng độ tương đối cao. Đây là một cái thông tin mà mình đọc được ở trên Encoder, và mình cũng chưa kiểm chứng cái thông tin này kỹ càng hết mức có thể, thì mình sẽ để cái link ở phía phần mô tả cho các bạn cùng tham khảo với mình. Bên cạnh đó thì những cái chiết xuất khác ở trong cái loài cây này có những cái đặc tính sinh học rất là quý giá cho làn da của chúng ta. Ví dụ như là nó sẽ mang đặc tính chống oxy hóa. Bên cạnh đó thì nó mang đặc tính là bảo vệ làn da của chúng ta trước tác hại của tia UV. Vậy một bài toán đặt ra đó là một mình arbutin nó có handle được tất cả những cái tác dụng này hay không, và có nhất thiết là phải chiết xuất ra arbutin từ cái cây này hay không để sử dụng nó độc lập, hoặc là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái chiết xuất này ở một cái nồng độ đủ cao để nó có đủ arbutin làm trắng sáng da cho làn da của chúng ta. Thì khi mà mình đọc hết được những cái bài nghiên cứu này thì mình thấy ra là chiết xuất thực vật nó vẫn rất là tốt cho làn da của chúng ta đó mọi người. Và nếu như mà được điều chế đúng, điều chế đủ, đủ những cái nghiên cứu, thì chiết xuất thực vật nó là một cái gì đó nó thuộc về tương lai, có thể gọi đó là một cái xu hướng mới của tương lai cho cái ngành mỹ phẩm này luôn. Ok, một cái ví dụ thứ hai mà mọi người sẽ thấy đó là cái chiết xuất từ hoa cúc. Thì từ trước đến nay các bạn có bao giờ thắc mắc là những cái hoạt chất có thể làm kem và làm dịu cho làn da của chúng ta, bên cạnh B5, bên cạnh những cái hoạt chất ví dụ như là B3 ra, thì chiết xuất thiên nhiên nó sẽ còn những cái hoạt chất nào không? Thì có, chúng ta sẽ có lô hội, chúng ta sẽ có yến mạch, keo yến mạch, và đặc biệt là chúng ta có chiết xuất của hoa cúc. Chiết xuất hoa cúc thật ra từ trước đến nay người ta đã ứng dụng trong y học rất là nhiều, tại vì những cái tác dụng to lớn của nó cho làn da của chúng ta, nó hoàn toàn có thể làm dịu cho làn da, nó hoàn toàn mang đặc tính kháng viêm và kiểu cấp ẩm cho làn da, mọi thứ về cái chiết xuất hoa cúc này nó rất là tốt. Nhưng bên cạnh đó thì những cái nghiên cứu của cái chiết xuất hoa cúc này tới bây giờ người ta vẫn còn đang phải làm đầy thêm, tại vì như các bạn đã biết, hoa cúc thì ở ngoài kia có rất là nhiều các giống hoa cúc khác nhau, và mỗi cái giống hoa cúc khác nhau nó sẽ mang những cái đặc tính khác nhau. Ví dụ như chúng ta sẽ có hoa cúc của Đức thì nó sẽ mang cái đặc tính kháng viêm nhiều hơn, tại vì hoa cúc của Đức thì nó sẽ cho một cái lượng tinh dầu lớn hơn. Còn hoa cúc La Mã thì nó sẽ cho ít cái oil từ hoa cúc hơn, và nó sẽ làm dịu và cấp ẩm
nhẹ nhàng hơn cho làn da của chúng ta. Nội những cái nghiên cứu về những cái loại hoa cúc khác nhau, ví dụ như là cúc kim tiền, rồi cúc la mã vân vân, nó đã rất là nhiều rồi. Thì mỗi loại hoa cúc nó sẽ mang lại một cái đặc tính khác nhau cho làn da của chúng ta, và nó sẽ phù hợp với từng cái làn da cụ thể. Bên cạnh đó thì nó làm dịu ổn, cấp ẩm ổn, kháng viêm ổn. Mình thấy là mọi thứ nó đều rất tuyệt vời luôn. Bên cạnh đó, người ta sẽ có những cái nghiên cứu chứng minh là một vài cái chiết xuất thực vật ở ngoài kia, nếu như mà nó sử dụng ở đủ liều lượng thì thực ra là nó mang lại tác dụng hiệu quả tốt hơn một vài cái hoạt chất active nữa cơ. Đặc biệt là keo yến mạch đấy, mà khi mà các bạn dùng ở một cái nồng độ đủ cao thì nó hoàn toàn có thể dưỡng ẩm và làm dịu da tốt hơn là cả B5 nữa cơ. Thì đây chính là hai cái ví dụ mà mình muốn các bạn hãy suy nghĩ tới khi mà chúng ta nhắc đến kiểu mỹ phẩm thiên nhiên, thì nó có thực sự là nó không tốt như là mỹ phẩm active hay không, chúng ta phải đánh giá lại. Một trong những cái sản phẩm làm dịu da base lỏng mà mình nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm ở ngoài kia, đó là cái sản phẩm Nacific Fresh Herb Origin Toner này. Khi mà các bạn nhìn vào cái bảng thành phần của sản phẩm này, các bạn sẽ thấy đây là một bảng thành phần tương đối đẹp, với hơn 83% là nước chiết xuất từ cây hoa cúc. Bên cạnh đó, ở trong bảng thành phần này mình còn có thấy sự xuất hiện của keo yến mạch nữa, và đây sẽ là hai cái thành phần mà hỗ trợ cho làn da của các bạn làm dịu và kháng viêm. Ví dụ như da của bạn bị nhạy cảm với thời tiết, nó bị khô, hoặc đơn giản là da của bạn là một làn da dầu mụn, có một vài nốt mụn sưng viêm, thì cái loại toner này hoàn toàn có thể hỗ trợ cho các bạn được trong tình huống này. Bên cạnh đó thì ở trong bảng thành phần mình còn có thấy sự xuất hiện của niacinamide và chiết xuất từ cây hoa súng. Thì đây sẽ là hai cái thành phần mà hỗ trợ cho các bạn trong vấn đề làm trắng sáng da. Mặc dù là cái nồng độ của niacinamide và chiết xuất hoa súng ở trong này mình không thấy claim cụ thể là bao nhiêu phần trăm hết, thì mình sẽ assume lại đó là nó sẽ dừng lại ở mức độ hỗ trợ. Và đây sẽ là một loại toner để cấp ẩm, làm dịu cho làn da của các bạn. Nó sẽ rất là phù hợp luôn nếu như bạn là một người kiểu có làn da nhạy cảm và đỏng đảnh tương đối thôi nha. Tại vì về cuối bảng thành phần thì mình còn có thấy sự xuất hiện của chiết xuất bergamot, mặc dù không có cồn và cũng không có hương liệu luôn, nhưng có chiết xuất của bergamot thì các bạn nên test một chút xíu, tại vì maybe một vài làn da thì có khả năng thôi bị nhạy cảm với thành phần này, nhưng mà đa số là các bạn sẽ không mắc vấn đề gì hết. Cái bay của sản phẩm này thì nó sẽ tương đối, nó không quá lỏng nhưng mà nó cũng không quá dày như một vài cái sản phẩm declare hoặc một vài cái sản phẩm khác mà các bạn có thể tìm thấy ở trên thị trường. Độ cấp ẩm của nó là tương đối vừa phải làm dịu da, và cách sử dụng nó các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó như một lớp toner dưỡng ẩm, ở trong này không có axit. Nếu như da bạn nào đang trong giai đoạn bị kích ứng thì sau khi rửa mặt xong các bạn hoàn toàn có thể sử dụng các loại toner này, sau đó dùng một lớp kem dưỡng để khóa ẩm lại là ok. Đây chính là cách dùng đúng của sản phẩm này, hoàn toàn có thể sử dụng được cả sáng và tối, lượng ẩm là vừa đủ, không bị ra quá nhiều dầu. Đây là một trong những cái điểm mà mình đánh giá khá là cao ở sản phẩm này. Cái đặc tính làm dịu da của nó thể hiện rõ nhất, còn những cái đặc tính làm sáng da thì maybe nó chưa có rõ ràng và cụ thể, các bạn phải kết hợp với một cái routine làm trắng sáng da thì cái tác dụng làm trắng sáng da nó mang lại rõ rệt. Nhưng về cơ bản thì đây là một sản phẩm toner ổn nha. Ok, cái sản phẩm tiếp theo mà mình sẽ đánh giá cho các bạn đây là Nacific Fresh Herb Origin Serum. Thì cái sản phẩm này nó có cái cấu khá là lạ, tại vì nó tách lớp, nó phân làm hai lớp ở trên và ở dưới nó khác nhau. Maybe cái lớp phía trên nó sẽ là dầu. Và khi mà mình đọc vào bảng thành phần thì các bạn sẽ thấy cái thành phần đầu tiên nó sẽ là nước chiết xuất từ lá nha đam, tiếp theo là glycerin, và chúng ta sẽ tới là Medoform Sweet Oil. Thì cái oil này nó là một cái dạng oil mà nó khá là tương đồng với lượng dầu ở trên làn da của chúng ta, nên khi mà các bạn swatch ra hoặc là các bạn tán nó ra thì nó sẽ thấm vào làn da của chúng ta khá là nhanh. Và cái loại dầu này nó mang một cái đặc tính đó là làm dịu da và giữ ẩm, làm mềm cho làn da chúng ta khá là tốt. Vì vậy cái mục đích của cái serum này hướng tới đó là một loại serum để dưỡng ẩm cho làn da của chúng ta. Bên cạnh đó thì ở dưới thì mình còn có thấy sự xuất hiện của rất là nhiều các loại chiết xuất thực vật khác, nhưng mà khi mà nó nằm ở gần cuối bảng thành phần như vậy thì chắc là mình cũng sẽ hạn chế nhắc tới. Thì ở trong sản phẩm này nó còn được claim là có một cái công nghệ đó là CBCAM, nó có khả năng đó làm cải thiện các nếp nhăn của các bạn, và đồng thời là nó sẽ hỗ trợ cái vấn đề làm dịu da nữa. Thì thực ra là với một cái kết cấu và một cái base tương đối dầu như thế này thì cái khả năng hỗ trợ các bạn cho vấn đề chống lão hóa là có, tại vì cái khả năng dưỡng ẩm của nó cho làn da sẽ tương đối tốt. Nhưng mà cái suy nghĩ của mình đây là cái sản phẩm này nó sẽ tương đối phù hợp hơn với các bạn có làn da từ da hỗn hợp thiên dầu cho tới da hỗn hợp thiên khô, hoặc là da khô luôn. Nếu như bạn là da khô thì các bạn phải sử dụng thêm một cái kem dưỡng ẩm nào đó khác. Còn nếu như bạn chỉ là một người da hỗn hợp thiên dầu cho hỗn hợp thiên khô thôi thì maybe một sản phẩm này sau đó đi ngủ là ok. Còn sản phẩm này mình nghĩ là maybe nó sẽ không phù hợp lắm với da dầu. Nhưng mà nếu như bạn là một người bạn ngủ máy lạnh thì ok, ổn thôi, không có vấn đề gì hết.
lượng độ ẩm cấp ẩm cho làn da của mình nó tương đối tốt luôn á. Đến cái mức mà mình chỉ sử dụng nó và mình ngủ máy lạnh thôi thì mình đã cảm thấy đủ ẩm rồi. Nên với những cái trải nghiệm và những cái cảm quan mình chia sẻ cho các bạn thì hy vọng là các bạn có thể chọn đúng được cái sản phẩm đúng với cái nhu cầu của các bạn nha. Ok, cái sản phẩm cuối cùng mà mình sẽ chia sẻ với các bạn cái trải nghiệm của mình và cái suy nghĩ của mình, đây là Nasific Fresh Herb Origin Cream. Và cái cream này thật ra là cái base của nó là một cái loại cream nó bay nó hơi xốp. Mình không biết là ngày xưa các bạn có sử dụng những cái cloud cream hay không, hoặc là những cái kem mà nó có cái cấu nó hơi xốp hay không, thì cái kem này nó cũng kiểu như vậy luôn. Và cái thành phần chiếm tỷ trọng cao nhất ở trong này cũng là chiết xuất từ hoa cúc luôn, nhưng mà đây là một loại cúc khác, nó không giống như cái loại cúc mà các bạn sẽ tìm thấy ở trong cái toner. Và tiếp theo đó, ở trong bảy thành phần của cái kem này thì mình còn có thấy sự xuất hiện của bơ hạt mỡ nữa. Và nhờ cái sự xuất hiện của hai thành phần này mà làn da của chúng ta sẽ được cấp ẩm ổn, vừa đủ thôi. Bên cạnh đó thì mình thấy sự xuất hiện của niacinamide và cũng có chiết xuất hoa súng vào trong này luôn. Thì hai cái thành phần này nó sẽ hỗ trợ các bạn trong vấn đề làm trắng sáng da, mà mình nghĩ thôi nó sẽ dừng ở mức hỗ trợ. Còn nếu như muốn bật tông hẳn luôn thì các bạn vẫn nên kết hợp với một cái routine mà có những cái hoạt chất cụ thể hơn để làm trắng sáng da, ví dụ như arbutin hoặc là tranexamic acid hoặc là chiết xuất từ quả berberry chẳng hạn. Thì mình sẽ để một vài cái sản phẩm ở dưới phần mô tả cho mọi người nếu như mà mọi người không tìm được những cái sản phẩm đó. Trải nghiệm của mình, sản phẩm này nó đem lại một lượng độ ẩm tương đối vừa đủ, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn với cái nhóm đối tượng là da từ hỗn hợp thiên dầu cho tới da thường cho đến da hỗn hợp thiên khô. Maybe là da dầu thì dùng luôn em serum với em này á, thì nó sẽ hơi dư ẩm một chút xíu. Nếu như bạn là da dầu, lời khuyên của mình là các bạn chỉ nên sử dụng cái em toner, sau đó tới lớp kem dưỡng này, maybe là đã đủ ẩm rồi nha, kể cả bạn có ngủ máy lạnh hay không. Và còn nếu như bạn là một người có làn da khô thì các bạn dùng cả 3 step này luôn, từ toner cho tới serum cho tới kem dưỡng luôn, thì maybe nó sẽ đủ ẩm cho làn da của các bạn. Nhưng mà thời tiết Hà Nội kiểu vào đông thì mình nghĩ là nó vẫn chưa đủ đô đâu. Các bạn cần một base kem dưỡng nào đó nó dày hơn, nhưng mà nếu như mà nó dày quá thì nó không phục vụ cho kiểu đa dạng khách hàng được. Vì vậy mình nghĩ là nhãn hàng đã cố gắng làm hết sức là tốt rồi. Ok, và đó là tất cả những cái trải nghiệm, những cái suy nghĩ của mình về những cái sản phẩm của Nasific Fresh Herb này. Thì nếu như bạn có những cái ý kiến đồng tình với mình hay không đồng tình với mình, hay là trải nghiệm của bạn tốt như thế nào hoặc không tốt như thế nào, các bạn có thể để lại cho mình ở phần comment phía bên dưới thì chúng ta cùng trao đổi thêm. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.